Con và Ngài cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Trấn Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thơ hãy cho trọn. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là tòa đấng cần cao cần trọng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mỏi đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người cùng là vốn phải hướng về thay thầy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là khó mọi sự khôn ngoan thông thái. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi cho tình Đức Chúa Trời ngự. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mỗi đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu cao thánh trên trời cao khan. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. Thương xót chúng con. Trái tim Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con đường nên lành nên thánh. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nhã bội phần. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đồng thâu qua. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con đường bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chúa kẻ trông cậy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho căng thanh đường vui mừng. Thương xót chúng con. Chúa
Chúa Giêsu chúa tội cứu thế. Chúa Giêsu tha tội chúng con. Chúa Giêsu chúa tội cứu thế. Chúa Giêsu nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chúa tội cứu thế. Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa trọn đến trái tim con rất yêu dấu Chúa. Cùng những lời người khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van. Vì một Đức Chúa Giêsu Kitô con Chúa là đấng hằng sống hằng trí lần một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy ơn trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn trái tim cực thánh đã ban cho chúng con từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì trái tim người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái tim người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha và cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính trái tim người cắt riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm, sắp mình xuống dưới chân đứng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng bề trên mà dâng mình cho trái tim cực trong Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin trái tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng con dâng cho trái tim thay thay. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ơ trái tim cực thánh, hay cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi trước ma quỷ. Xin ban lòng tin cậy kín mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự giữ hay bây bọc tư bề. Xin cứu lấy chúng con trong giờ sao hết. Xin ban mọi ơn lành cho các đức giám mục chăn giữ Đức Chúa Giêsu.
xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cùng xin giúp các đấng các bậc dạy dỗ chúng con cho nên lấy trái tim hay thương vô cùng, hay chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên thiên đàng, hướng trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. Kính mời công đoàn đứng. Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài. Xin trái tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài. Xin trái tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. Mời công đoàn quỳ. Lạy Mẹ hằng cứu giúp con được đến khẩn cầu dưới bước chân dung Mẹ, hay làm phép lạ thì con đường thoá lòng là dường nào. Nhìn thấy chân dung tốt lành của Mẹ thì con thêm lòng trông cây vững vàng, khác nào con thào đôi với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành, và Mẹ là Mẹ người. Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người, cùng đủ quyền buộc người phải nhận lời. Mẹ, người đã chứng thật, người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, và lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đối thần thế, nên con gian nài xin Mẹ ban cho con ơn này. Con hết lòng cầu xin và trông cây vững vàng, Mẹ sẽ chiến cầu cho con. Kính mời cộng đoàn đứng cùng hướng về Thánh Giuse. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sướng, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải,
chúng con đã kêu van cùng rất thánh Đức Bà là Đấng đã làm bạn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kinh mến mà người làm bạn cùng dân thánh đồng chính là Mẹ Chúa Trời và là Đấng chẳng mang phải tội tổ tâm truyền, cùng vì lòng thương người đã ăn lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh là phần trải nghiệm Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy Đấng đã coi sao Đức Chúa Giêsu cùng Đấng Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha thân thương yêu, chúng con xin người cắn mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mang phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con, xin người rủ lòng thương mà che chở chúng con. Đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ, nhớ xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì đây chúng con cũng xin người cứu chúa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giằng thù và các sự gian nan khôn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con đường ban trước người và trông cậy vì quyền thế người cho đường giữ đạo cho tròn cùng đường chính lành và được hưởng cung vô cùng trên thiên đàng. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Giuse được Thiên Chúa trao sứ mạng làm cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nazareth. Chúng ta dành tuần lễ 100 ngày để tôn vinh, cảm tạ và cầu xin Thánh cả Giuse. Chúng ta hướng lòng lên Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, chúng ta cùng hợp ý dâng lên Chúa những tâm tình cầu xin. Thánh Giuse luôn gìn giữ hội Thánh Chúa, là Đấng bảo trợ Giáo hội Việt Nam. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết noi gương thánh cả, sống kiên vững trong niềm tin, bảo vệ đức tin, bảo vệ giáo hội, can đảm sống chứng nhân bằng gương sáng và việc lành phúc đức. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những bậc cha mẹ trong các gia đình công giáo biết noi gương thánh cả, khiêm tôn lắng nghe thánh ý Chúa, dưỡng nuôi và giáo dục con cái sống theo lời Chúa dạy. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Giuse là bổn mạng rất nhiều quý cha, quý ông, quý anh, các đặc biệt của gia đình sứ đạo chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho con cái Thánh Giuse luôn noi gương thánh cả, sống hy sinh, khiêm nhường, thầm lặng, đón nhận thánh ý Chúa,
Chúa toàn ơn gọi và sứ mạng Chúa trao. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hãy đến cùng Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong sứ đạo chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh cuộc đời, chuyên chăm với bổn phận hàng ngày để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là đấng cao cả tốt lành, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi đấng cứu tế, làm gương mẫu cho chúng con. Xin ban cho chúng con luôn biết tin tưởng, tìm kiếm thánh ý cha trên hết mọi sự, để chúng con đạt được hạnh phúc trọn vẹn như Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giuse danh Ngài là cha công chính, xưa là bạn đức nữ trinh, nay hiến vinh trên nơi thiên đình. Giuse xin Ngài làm cha con cái, xin Ngài ngày tháng dẫn đưa hộ phù cho các gia đình. Giuse xin Ngài giúp hướng chúng con, ban ơn hộ phù các gia đình, cho cha mẹ hiền con ngoan một niềm, cả nhà tình yêu Chúa xin được chung kia. Xin kính mời quý chị em hiền mẫu chúng ta đi qua bên nữ, ngồi đằng sau các em nữ giấy giữa. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện theo như ý người xin, cùng với giới hiền mẫu xin cầu bình an cho các chị em còn sống cũng như đã qua đời. Cầu cho bà Maria Vũ Thị suốt dỗ một năm. Cầu cho linh hồn Giuse Maria Francisco nhân ngày lễ dỗ linh hồn Maria dỗ 16 năm, Francisco dỗ 26 năm. Linh hồn Maria, linh hồn Phêrô nhân ngày lễ dỗ. Linh hồn Maria Magdalena, Maria Filomena, Phêrô, Giuse, Thai Nhi, Vinh Sơn, Thiên Nhân, nội ngoại và các linh hồn. Với những tâm tình ấy, kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Công đoàn phụng vụ hôm nay chúng ta cùng với anh Giuse Đặng Văn Quân và chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Thuyên dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn
và Ngài xin phúc lành trời cao tuôn đổ xuống trên anh chị, để anh chị vẹn nghĩa thủy chung, trọn đời sống yêu thương nhau. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người yêu tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhập lời chúng con cầu ơn. Chúa ở bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa xuống trên cả tôi thơ Chúa. Đây là anh Giuse Đặng Văn Quân và chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên. Đây khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và yên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bà chất sát huấn ca. Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa. Cho người chồng hay làm việc nghĩa, dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tuyết hạn thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa, soi sáng thế gian thế nào. Vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hiền thế
với muôn trái thơm dịu ngọt. Này đây vây quanh con bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hiếu. Các con là bạn hiếu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hiếu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cất đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em,
cách đặc biệt là dòng tộc hai họ, và đặc biệt hơn nữa là chúng con Giuse, Đặng Văn Quân và Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, hai chúng con quý mến. Dù chúng con đã là vợ là chồng về mặt xã hội, nhưng hôm nay giây phút này quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng con, đánh dấu một bước ngoặt. Từ giây phút này chúng con chính thức là vợ là chồng của nhau, vĩnh viễn không thể chia lìa, sống trọn cuộc đời với nhau. Cha và mọi người chúc mừng chúng con bằng một tràng vỗ tay thật lớn thật dài. Trong bài sách Huấn Ca, tác giả nói thế này: phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua bình an. Đọc nghe lời Chúa, bỗng dưng cha nhớ lại một câu cha Cố Đoan nói làm cho cả nhà thờ cười khi dâng thánh lễ cưới năm ấy. Và cả cha, đến nỗi bây giờ cha cũng nhớ được câu đấy: phúc hữu duyên lấy được vợ hiền, vô duyên lấy phải con điên con khùng. Cha chúc mừng Quân vì hôm nay con lấy được vợ hiền. Giàu có thể là bên nhà cha không có thể đẹp không bằng, nhưng mà chắc chắn cha bảo đảm với con, đây là người vợ hiền, sinh ra trong một gia đình đạo đức. Người ta bảo có đức mặc sức mà ăn. Con dâu bên nhà tôi có hiền không? Ông Suối, ngoan không? Ngoan không? Hai ông bà, ngoan không? Chắc chắn là phải ngoan rồi. Người ta bảo là phúc á, lấy được con gái hà phát. Nên con Tuyên liệu mà sống hiếu thảo với bố mẹ gia đình nhà chồng để không mất mặt cha, nghe chưa con? Không mất mặt mang tên là con cái của giáo xứ Hà Phát. Và một trong những điều mà chúng con sống trọn cuộc đời với nhau đó là tình yêu. Người ta bảo thế này: yêu nhau trăm sự chẳng nề, trọn đời vẹn nghĩa phu thê chung tình. Trăm năm chỉ có chúng mình, dẫu ngàn sóng gió chung chinh vẹn tề. Một đường một lối đi về, mãi luôn sát cánh vai kề bên nhau. Đó là một tình yêu như Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, chết cho người mình yêu. Yêu thương thì nhường nhịn, thì tha thứ, thì bao dung, thì luôn luôn nghĩ tốt và làm tốt cho nhau. Yêu nhau chẳng phải sang giàu, hai ta gắn kết chầu cau duyên trời. Đừng quên nhớ nhé ai ơi, một lần đoan hứa trọn đời thủy chung. Được không chúng con? Được phải không? Phải được. Một lần hôm nay đoan hứa trước mặt cha mẹ đôi bên, trước mặt dòng tộc, trước mặt cộng đoàn hội thánh, một lần xin hứa trọn đời thủy chung. Nhớ chưa Quân và Tuyên? Để rồi chúng con đã yêu thì yêu đến cùng, phong ba bão táp mịt mùng xá chi, khó khăn gió máy bão táp nhiều lúc cãi vã nảy đom đóm ra, nhưng mà đã yêu thì yêu đến cùng, phong ba bão táp mịt mùng xá chi. Yêu như Chúa Giêsu có nghĩa là mỗi ngày phải chết đi cho tính hư tật xấu của mình. Yêu thì phải biết bỏ đi tính hư tật xấu, vết tì tị ganh. Trong chúng ta ai cũng có những tính hư tật xấu hết, nóng nảy,
giận hờn, ích kỷ. Mỗi ngày phải biết bỏ đi tính hư tật xấu, vết tỉ tị ganh, hơn thua chẳng tiệt tranh giành, hơn thua thắng tiệt tranh giành, giận trong giây lát làm lành liền ngay. Nghe chưa con? Có giận, giận chút thôi, cả anh chị em nữa. Cuộc đời của chúng ta yêu như Chúa Giêsu, ai mà lại không có lúc nóng, lúc nảy, lúc giận. Cái chén cây bát nó còn va, nó còn mẻ một chút, phải không anh chị em? Nhưng mà nếu mà có giận thì giận trong giây lát, để rồi chúng ta làm lành liền ngay. Đừng xưng nóng nảy tao mày. Vợ chồng đừng bao giờ xưng tao với mày. Nghe chưa? Đừng bao giờ xưng tao với mày. Cũng đừng đấm đánh chân tay vợ chồng. Không được bao giờ đánh vợ. Đánh vợ là đánh chính mình. Không bao giờ đánh chồng. Đánh chồng là đánh chính mình. Chúng con đánh nhau lần nào chưa? Chưa bảo anh chị em đánh nhau lần nào chưa? Nếu lỡ đánh thì thôi, về xin lỗi nhau đi nha. Đừng xưng nóng nảy tao mày. Trong đời sống hôn nhân có nóng cơ nào, đừng bao giờ gọi tao mày. Họ nhà tao nó tốt hơn họ nhà mày, họ nhà mày không bằng họ nhà tao. Đừng bao giờ xưng như vậy. Đừng bao giờ vỗ ngực xưng tên như thế. Đừng xưng nóng nảy tao mày. Cũng đừng đấm đánh chân tay vợ chồng. Đừng có dùng cái này, nghe chưa? Yêu thì ta quyết nói không, không say, không suy, không nghĩ bóng hồng thước ta. Nghe chưa quân? Từ nay phải là nhất vợ nhì rời, hoặc là nhất rời nhì vợ. Không được có một bóng hồng nào thiết ta ngoài vợ của mình. Không ai yêu mình cho bằng vợ của mình, và cũng không ai yêu mình cho bằng chồng của mình. Yêu thì ta quyết nói không, không suy, không nghĩ bóng hồng thưa ta. Từ nay chỉ có hai ta, tuy hai nhưng mãi chỉ là một thôi. Cùng chung một chén rau môi, từ nay ta mãi là đôi vợ chồng. Được không chúng con? Được không? Được, mời chúng con tiến lên. Giuse, Đặng Văn Quân và Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, hai chúng con rất quý mến. Chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô vụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Đặng Văn Quân và Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, hai chúng con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không.
thưa không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đạo Quân nhận em Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc đau yếu, sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên nhận anh Giuse Đặng Văn Quân làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đặng Văn Quân hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Với tư cách là người chứng hôn, Cha chính thức tuyên bố chúng con là vợ là chồng của nhau từ giây phút này, vĩnh viễn không thể chia lìa. Chúng con quay xuống để chào bố mẹ đôi bên dòng tộc và chào cộng đoàn. Chúng ta chúc mừng họ bằng một tràng vỗ tay.
Anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ bởi tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ luật thanh thiên của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc. Xin Chúa đã khôn ngoan xếp đặt, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi tay, là Thiên Chúa toàn năng hằng yêu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng quay đạo mà đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung tùy chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống lệ luật tình yêu để được Chúa cho thông phận vào tình yêu vinh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thanh thiên của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thanh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: chị em tôn giáo bạn chúng ta ngồi. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn mẹ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tề thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền
lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng ngầu cần Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con ta thiên này xin Chúa cho chúng con khi tông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Gioan chúng con, Đức Giáo Mục Đa Minh, Đức Giáo Mục Giuse và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa cùng nhớ đến tôi thờ Chúa là anh Giuse Đặng Văn Quân và chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên. Nhờ ơn Chúa, Chúa đã dẫn đưa họ tới ngày thành hôn. Xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người dạy chúng ta giang nguyên rằng: lạy Cha chúng con, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng mới này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha chi thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình anh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tôn này xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyên và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đặng Văn Quân. Xin Chúa dùng quyền lực thanh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho họ, làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì con Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thanh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hướng tuổi già diêm phong, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Phần rước lễ chỉ dành cho người công giáo, anh chị em tôn giáo bạn, chúng ta ngồi tại chỗ. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ngự trong bí tinh thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con còn ước ao rước Chúa vào lòng để đừng ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tấm lòng con để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Ca Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Thank you.
cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối biến luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, hai đứa con quay xuống, cả ngàn người đang tham dự thánh lễ để chúc phúc cho chúng con. Chớ chi chúng con hiểu được món quà này để chúng con về sống trọn vẹn nghĩa thủy chung, đời sống vợ chồng, sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ dòng tộc đôi bên. Cha xin được chia sẻ niềm vui với chúng con và cầu chúc chúng con sống hạnh phúc. Những gì khi nào buồn, khi nào giận, nhớ tới bài giảng của cha hôm nay nha, nhớ để mà sống tốt. Chúng con biết là cha chỉ sợ hôm nay không có đủ sức để làm lễ cho chúng con vì mấy ngày nay cha bị cảm, mất hết tiếng tốt à. Cho nên nhưng mà Chúa vẫn thương để làm được thánh lễ này cho chúng con. 3 giờ cha đã phải dậy để kiểm tra cái họng của cha cho nó nóng, để sợ mất tiếng như những ngày trước để không dâng lễ cho chúng con được. Chia sẻ niềm vui với chúng con, cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng vỗ tay chúc mừng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho các con được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin thánh thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng các con. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Amen.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.